Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Baby Money TV. Vlog ngày hôm nay được request bởi bạn Khánh Hà Phan. Đó là trong tủ thuốc của Ten Ten có gì. Update một chút về cuộc sống của mẹ con mình những ngày này thì chỉ sang tuần thôi là tiền đã được 8 tháng rồi. Bây giờ thì con đã có thể vịn cái chuồng đứng được tận 30 giây, thậm chí là hơn. Và răng thì cũng đã nhú, cho nên là đỡ ốm vặt và đỡ sốt đi hơn một chút rồi. Tất cả các mẹ thì đều chia sẻ rằng con phải lớn hơn 3 tuổi hoặc cái tầm đó thì mới bắt đầu đỡ ốm vặt. Điều đấy có nghĩa là trẻ con mà ốm vặt ấy thì là chuyện xảy ra rất là thường xuyên, cho nên các mẹ đừng quá lo lắng. Nhưng cũng như tất cả các mẹ hiện đại khác thì mình cũng chủ trương rằng không sử dụng thuốc kháng sinh cho con. Bạn dùng cái đó càng nhanh bao nhiêu ấy thì con rất là dễ khỏi bệnh, nhưng mà sau này thì cái sức đề kháng sẽ bị giảm sút. Thế cho nên là thực sự là nên hạn chế việc dùng kháng sinh hết mức có thể. Dĩ nhiên là trong trường hợp mà bé bị bệnh nặng và được chỉ định bởi bác sĩ là bắt buộc phải điều trị bằng kháng sinh mới có thể khỏi, thì đó là trường hợp mà chúng ta không thể tránh được. Nhưng nếu mà chúng ta thường xuyên duy trì cái việc chăm sóc con thật là tốt tại nhà ấy, thì cũng sẽ giảm thiểu được đến tối đa cái khả năng phải sử dụng kháng sinh mà khi mà con còn bé như vậy. Bây giờ chúng ta cùng xem nha. Tất cả những đồ mà đang có sẵn ở đây ngày hôm nay là mình đã sử dụng hàng ngày cho Tiền và đã duy trì dùng từ rất lâu rồi, không có một cái gì ở đây là quảng cáo hết. Thế cho nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm nha. Đầu tiên chính là mảng tai mũi họng và hạ sốt, tại vì là tai mũi họng thì bao giờ nó cũng có liên quan đến nhau ấy. Cho nên là cái việc các bạn phải chuẩn bị đầy đủ tất cả cái combo đấy là không thể thiếu được. Đây là mình có rất là nhiều cái nước muối sinh lý loại bé như thế này. Đây. Mỗi một lần dùng có thể nhỏ mắt, nhỏ mũi, nhỏ tai cho con để sát trùng sau khi tắm hoặc là sau khi mà ngủ dậy ấy thì rất là tốt. Mọi người cũng nên sắm những cái này, cái ống nó nhỏ hơn cho nên là sẽ dùng hợp. Tiếp theo là đến cái combo này. Chị gái mình giới thiệu cho mình và mình cảm thấy rất là ưng luôn, đấy là cái rửa mũi Neomed. Ở trong viện thì rất là nhiều nơi người ta vẫn đang sử dụng cho trẻ con. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy được luôn, ở trong này nó có từng cái gói nhỏ như thế này. Mỗi một cái gói này nó là thành phần muối tinh khiết, có thể pha với cả 120ml nước. Thì mỗi lần mà pha như vậy xong là có thể sử dụng để rửa mũi cho con và tác dụng tốt hơn là nước muối sinh lý rất là nhiều, con rất là nhanh khỏi. Ngoài ra ở bên này thì nó còn có cả, đây, chưa bóc một cái mới, cái bình rửa mũi như thế này nữa. Đây, cái này thì trên vỏ hộp ghi là phải dành cho bé từ 4 tuổi trở lên, nhưng mình thấy một số nơi thì bệnh viện vẫn dùng cho các bé từ 6 tháng trở lên, nhưng họ không khuyến cáo dùng quá nhiều trong ngày tại vì có thể gây tổn thương đến niêm mạc mũi. Như các bạn có thể thấy thì là Tiền hay bị mũi dãi khá là nhiều, thế nên là mình trữ rất là nhiều loại đồ dành riêng cho cái việc chữa mũi dãi luôn. Cái này mình mua được ở nhà thuốc là cái nước xịt muối biển, xịt sâu cực kỳ. Mỗi một lần mà mình rửa mũi xong cho con, hút mũi xong cho con ấy thì là mình sẽ sử dụng đến cái này là cái lần xịt cuối cùng, nó gần như là cái loại kháng khuẩn đó. Có cái ghi sẵn ở đây là từ 0 cho đến 3 tuổi các bé đều dùng được này. Cái này mình mua ở bên Úc. Thường khi buổi tối mà Tiền hơi bị ngạt mũi, đặc mũi, khó thở mà mình không muốn rửa mũi là mất giấc cho con ấy thì mình sẽ xịt cái này. Bạn nào mà hay sử dụng Otrivin ấy thì chắc là cũng hiểu cái thành phần mà khi nó xịt vào ấy thì là nó thông mũi rất là nhanh và cũng lành. Cái này là cũng cho bé từ 0 tuổi trở lên nên là mình tự duy trì dùng từ lúc mà con còn bé đến giờ. Tiếp đến là Siroprospan thảo mộc. Cái này thì mọi người quảng cáo rất là nhiều rồi và mình dùng cũng thấy rất là ok. Những cái khi nào mà Tiền bắt đầu bị ho hoặc là bị đờm ấy thì mình sẽ cho con uống cái này để cho nó long đờm ra. Tác dụng rất là nhanh. Cái này thì chắc là cả nhà đã rất là quen mặt rồi. Đây là các loại siro của Nhật, vị trái cây và chữa được rất là nhiều thứ cho em bé. Cái lọ này thì Tiền đã dùng hoàn toàn là hết rồi này. Cái thời điểm này Tiền đang mọc răng ốm vặt rất là nhiều cho nên là cả nhà mình phải duy trì dùng thường xuyên. Mẹ mình đã ghi tất cả rất là rõ ở ràng ở ngoài này ra để có thể chia thành từng loại một. Cái lọ màu hồng này là ngạt mũi và viêm họng. Cái thời điểm này mình dùng nhiều khủng khiếp luôn, một ngày có thể dùng đến 6 lần, mỗi lần là 6ml. Nó sẽ có cái đong riêng. Nghịch quá Tiền ơi. Ngoài ra thì đây là cái miếng hạ sốt. Mẹ mình bảo là không nên dùng nhiều, nhưng mà tại vì dạo này Tiền hay sốt vặt về đêm cho nên là mình vẫn chuẩn bị thêm một cái như thế này để con có thể dùng trong những lúc cần thiết mà buổi đêm không có người nhớn. Đổ hết cả của bà ngoại ra thế à Tiền? Của con à? À, của con à? Đây, mẹ mình đã mua rất là đủ các loại này, đều không có kháng sinh và rất là lành cho Tiền. Cái hộp màu đỏ này là ngạt mũi, viêm họng và sốt. Cái hôm mà Tiền bị thì con nhìn camera, những cái hôm mà Tiền sốt cao thì mẹ mình đều cho Tiền uống, đúng là đến sau một ngày sử dụng thuốc
thì là nó đã hoàn toàn hạ sốt, rất là ok. Hộp màu xanh là viêm mũi và sổ mũi. Cái này vào mùa hè hay là mùa đông cũng rất là cần thiết này. Cái loại siro ho của Nhật thì là nó vị trái cây cho nên trẻ con rất là dễ uống, mà nó lại cực kỳ là lỏng chứ không bị khé cổ đặc như là các cái loại siro khác hay là các loại bổ phế gì đâu. Cái này là ho đờm. Đúng là từ hôm mà dùng cái này thì tiền ho được long đờm ra rất là dễ dàng, rất là tốt này. Muốn uống à? Ten Ten rất là thích ăn bánh ăn dặm dạng que luôn. Những lần nào mà không chịu uống thuốc thì mẹ mình sẽ cho ăn bánh ăn dặm để khô miệng, sau đấy là đòi uống nước. Và thế là lập tức tu hết cả bình thuốc luôn. Được rồi, Tiền đợi một tí đừng giục cả nhà. Đấy, cái này bị hoa quả cho nên là Tiền rất là thích uống, cả nhà nhìn thấy không? Cực kỳ là hợp tác luôn. Tiếp theo, cái này tuy không ghi bất kỳ nhãn mác gì nhưng mà đây chính là dầu khuynh diệp. Mình dùng cái này để bôi vào gam bàn chân và lồng ngực cho Tiền. Mỗi cái khi nào mà con bắt đầu có triệu chứng bị ho hoặc là bị ngạt mũi thì việc giữ ấm là bàn chân rất là quan trọng. Tiền ơi, con mợ chạy y đâu đấy? Ngoài những cái vấn đề về siro ho để long đờm này, rồi là có thể để cho con có thể dễ thở hơn ấy, thì các bạn cần phải chuẩn bị rất đầy đủ ở đây. Đấy chính là một bộ dụng cụ bút mũi, rửa mũi. Mình thì cho rằng cái việc sử dụng máy ấy là cần phải có được cái sự tư vấn rất là cẩn thận từ các điều dưỡng của các bác sĩ các bạn mới nên dùng. Còn cái hút mũi bằng tay và hút mũi bằng miệng thì hầu như là mẹ nào cũng nên sẵn sàng chuẩn bị tại nhà. Cái hút mũi bằng tay ấy thì nó có thể hút được những cái cục gì cũng như những cái cục hóa đặc lại rồi, mà phải hút được cái cục đấy ra thông tắc rồi thì khi đấy bạn bắt đầu rửa mũi bằng cái hút bằng miệng này thì là nó mới có tác dụng. Còn nếu mà nó vẫn tắc thì bạn có đổ bao nhiêu vào chăng nữa, cái cục nó vẫn không bay ra được và con sẽ càng lúc càng khó chịu. Mà nếu mình thao tác không đúng, không cẩn thận, không hút hết sạch ra là rất dễ bị viêm tay giữa, cực kỳ nguy hiểm cho bé nha. Cái thứ hai đó chính là về các vấn đề tiêu hóa của bé. Cái này là chuyên sử dụng những khi nào mà em bé bị táo và khó đi ngoài nha. Breakmon, như mà có thể nhìn thấy là nó từng cái dạng ống túi như thế này này. Đây mẹ cho con. Cái này thì mình thường hay sử dụng những khi nào mà Tiền bị táo, đặc biệt là trong cái quãng thời gian gần đây ấy, khi mà con mọc răng như vậy rất là khó đi ngoài. Thế cho nên là mình thường pha nửa ống hoặc là một ống vào trong sữa hàng ngày. Thì từ cái hôm mà mình thấy là mình cho Tiền uống cái này thì con đi ngoài tốt hơn rất là nhiều. Cái này thì mình đã sử dụng từ cái hồi mà mình còn đang bầu cơ. Sản phẩm của Việt Nam mà rất là lành và cực kỳ là tốt, mình vẫn duy trì dùng đến tận bây giờ. Để có một cái sức khỏe tốt ấy, thì việc bổ sung vitamin và các loại khoáng chất khác là rất quan trọng. Thế cho nên là mình đã duy trì sử dụng sữa non này, rồi men tiêu hóa và đặc biệt là vitamin D3. Cái này thì có thể nhỏ 3 đến 4 giọt vào trong sữa của con, uống vào buổi sáng sẽ là thời điểm hấp thụ tốt nhất. Tất cả các bệnh viện thì đều khuyên dùng ngay lúc mà các mẹ đẻ xong thì bao giờ thường cũng sẽ kê đơn đấy, cho nên là các mẹ có thể lựa chọn các loại mà mình cảm thấy là tốt và ok trên thị trường để dùng nhá. Sang đến bên này chính là men tiêu hóa của Udon. Cái này thì có thể dùng từ 4 cho đến 6 gói một ngày cũng được. Thì mình đã dùng rất là nhiều rồi, hầu như ngày nào mình cũng mix vào sữa cho Tiền Tiền để dùng cho con. Nó từng cái dạng gói như này rất là dễ pha. Nhưng mà đến cái lúc mà Tiền bị táo ấy thì mình vẫn cứ phải dùng cái Pregmom, vì mình thấy là cái này không thể chữa trị được táo hoặc là bị đi tước những cái lúc mà trầm trọng. Ở đây thì chúng ta có sữa non Yên Tông. Cái này thì quá là nổi tiếng rồi, số 1 cho các bé và có các loại số 2 cho các bé lớn hơn nữa. Cái này thì nó cũng cùng một hãng với cả cái men tiêu hóa, cũng là dạng gói như thế này, có thể pha thỏa thích luôn. Thì ngày nào mình cũng bổ sung cho Tiền. Rất là nhiều bé khi mà dùng cái sữa non này thì cảm thấy trộm vía, con tăng cân và ít ốm vặt hơn. Thì cái đấy mình cũng thừa nhận là cái này rất là tốt và lành luôn này. Pha sữa non hay là men tiêu hóa thì có thể pha với nước, với sữa mẹ hoặc là sữa công thức đều được, không có vấn đề gì cả. Mình thì thường pha chung luôn như thế này để vì Tiền thì nó cũng không quá là kén ăn, mà thấy là trộm vía hấp thụ cũng ok. Mình cho Tiền uống men tiêu hóa và sữa non là xen kẽ, tại vì là có thể uống từ 4 cho đến 6 gói một ngày. Đặc biệt là đối với các bé ngoài 6 tháng như Tiền Tiền đã bắt đầu ăn dặm. Thực đơn chúng ta có thể cho con ăn thật là phong phú, có thịt thà, có hoa quả, tại vì là những cái đấy nó đều có những cái thành phần dưỡng chất tự nhiên, thì ăn thật là nhiều những cái đó thì đảm bảo là con sẽ rất là khỏe mạnh và ít phải sử dụng thuốc hơn. Còn trẻ con đã ốm vặt là chuyện rất là khó tránh khỏi. Tiếp theo, cái này mình đã nói đến một vài lần rồi, đấy là kem mỡ cừu Medela. Mình cũng dùng từ cái lúc mới sinh, cái lúc mà bị nứt cổ gà ấy, thì là mình đã thường xuyên duy trì dùng rồi.
Cái này nó chữa lành tất cả những cái vết thương trên bề mặt, đặc biệt là khi nào mà tiền tiền có bị chàm hay là có chảy dãi các thứ quá nhiều ra ấy, thì là mình có thể bôi lên một chút vào ngày hôm sau con đã lành rồi. Cái này các mẹ cũng có thể bôi trên môi của mình để tránh bị khô và những vết thương hở nha, cực kỳ là ok. Cái này mình cũng đã nói đến một vài lần rồi, đấy chính là kem Adema. Tiền rất là hợp cái kem này, kỳ khi nào mà bị mẩn các thứ ở trên cơ thể thì mình sẽ sử dụng cái này để bôi cho con. Việc trẻ con bị ốm vặt là không thể tránh khỏi trong cái tình hình thời tiết độc hại ngày nay. Kể cả bé có sinh vào mùa hè hay mùa đông thì bây giờ cái việc bị mũi dãi hoặc là thỉnh thoảng bị táo rồi bị sốt về chiều tối về đêm ấy là rất là khó tránh khỏi. Các mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng đấy là do mình không cho con ăn sữa mẹ hoặc là từ một cái lý do tác động nào đấy mà con ốm yếu hơn bạn. Các mẹ hãy trang bị thật là nhiều các kiến thức để có thể cùng bé vượt qua các trận ốm vặt cho đến năm các bé lớn hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem vlog ngày hôm nay. Các bạn hãy tiếp tục thả comment cho mình về những cái topic các bạn muốn xem nhiều hơn nữa. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong vlog lần sau. Bye bye.